Ơ kìa cô em gì đó ơi. Em làm ơn cho anh hỏi đường nào về Sa Đéc. Quê của anh vậy em? Trời ơi, anh hỏi gì mà nghe mắc cười dữ dằn vậy? Quê của anh mà anh không biết, nghĩa là sao? Khó hiểu quá à. À mà, em tin gì vậy? Cho anh biết để anh tiện xưng hô hen. Trời đất Phật ơi, mắc cười tập hai. Vợ là anh muốn hỏi tên em hay là anh muốn hỏi đường về Sa Đéc vậy anh ba? Thì giờ anh muốn hỏi cả hai, được không em Tư? Được, hỏi thì được thôi, nhưng hôn thì không được à nghe. À, mà em đâu có phải là thứ tư đâu hả? Thì anh cũng đâu phải là thứ ba đâu em Tư à. Hỏi em trả lời đi, dòng gió chia tam quật. Chắc em chưa hiểu nè, anh về Sa Đéc đầu tiên. Anh em cười là cười chết luôn. Có ai đi hỏi quê mình, hỏi sao mà tắc cơ. Ôi trời Phật ơi, bây giờ anh hỏi nữa thôi. Em Tư ơi, anh hỏi thiệt chớ đâu phải hỏi chơi, mà em Tư cứ cười hoài mà không chịu chị. Vì mẹ đã dặn dò anh là phải hỏi đường cho thiệt kỹ. Bởi Sa Đéc bây giờ khác với ngày xưa dữ lắm, nên anh mới hỏi em đường về với quê mình. Đúng là câu hỏi lạ nhất quả đất mà em đã từng nghe nha. Vì anh sống ở Bình Dương từ thuở lọt lòng. Hèn chi em thấy nghi nghi, anh đến từ miền Đông đất đỏ, thấy bộ dạng như vậy làm gì có chuyện ở miền Tây. Vậy thì tình là anh ta từ trên Bình Dương xuống, mà tại sao lại gạt em nói là Sa Đéc quê? Thì quê nội của anh nó là ở đất thủ Bình Dương, còn quê ngoại thì ở quê hương Sa Đéc. À, thì ra là vậy. Nhưng mà em vẫn còn thắc mắc cái chuyện này. Em Tư còn thắc mắc mà cái chuyện gì nè? Thì cái chuyện anh nói lần đầu về anh Sa Đéc đó. Thì đúng rồi đó em, anh mới lần đầu tiên về thăm Sa Đéc luôn đó. Nói thiệt không đó trời. Vậy là anh ba không có công bằng gì hết trơn á trời. Quê nội thì coi bộ quá ưu tiên, còn quê ngoại thì em quá nhẹ xìu. Không phải vậy đâu à nghe. Còn với em anh em, thì em thương quê nội ngoại đều. Em Tư ơi, em phải đợi anh giải thích rồi em mới trách gì thì trách chứ. Chứ thú thiệt với em Tư là anh thương đều hết cả hai bên. Tại hoàn cảnh gia đình hồi lúc anh mới được sinh ra là anh đã theo mẹ cha về Bình Dương sinh sống. Vậy chứ không lẽ bao nhiêu năm trời không có điều kiện về thăm lại, mà từ trên trở xuống tới nơi này bồ xa lắm ở anh. Anh thấy có xa gì đâu hả? Hồi sáng này lên xe, anh nằm ngủ một giấc đã đời luôn, xong cái mở mắt ra là tới miền Tây luôn rồi đây nè.
Đó đó thấy chưa, gần sát một bên mà mấy chục năm trời đâu có chịu xuống. Hỏi thiệt anh ba nghe, bộ anh ba sợ gái người ta dữ lắm sao mà không dám xuống vậy anh ba? Trời ơi, con gái miền Tây dễ thương muốn chết, làm gì mà phải sợ nè. Ai biết được đâu hả? Hên xui. Anh nói nè đừng cười anh nghe, em rất là thiệt tình dễ thương. Dễ thương lắm lắm người ơi, mà không có dễ để anh mà bước ra đường. Anh đừng dễ dãn lòng nghe. Không, không hề cướp đồ bướm ông. Thấy sao anh nói liền, thấy em mà xinh xắn, tươi cười hồn nhiên, anh liền khen chút thôi. Trời đất Phật ơi, sao anh ba, anh Hà tiện lời quá trời vậy anh ba. Nếu anh thấy con gái miền Tây dễ thương thì anh cứ khen nhiều vào. Đâu có ai bắt anh phải bỏ tiền ra mà đóng thuế, chớ khen làm chi mà có chút nhưng biết có thiệt không hay chê treo. Anh nói thiệt lòng không đó, tin anh đi. Tại em nói giỡn với anh ta cho vui vậy thôi, chớ em đã tin rồi. Tin rồi hen, vậy em tư vui lòng cho anh ba biết mình phải đi đường nào về Sa Đéc quê anh. Đúng là câu hỏi lạ nhất quả đất mà. Nè, anh ba cứ nhìn thẳng theo ngón tay của em chỉ nè. Đó, anh thấy chưa, dòng chữ thành phố Sa Đéc đến chào quý khách đó. Anh thấy rồi, đúng là thành phố Sa Đéc đây rồi em Tư ơi. Chứ không lẽ là thành phố mới Bình Dương trời. Ôi thành phố yêu thương, anh mong mỏi được quay về. Nhất trí với em Tư nè, mình là đồng hương rồi đó em. Thôi không ấy, sẵn tiện em đi chợ Sa Đéc cho anh có gian qua đó luôn nè. Chịu hôn anh ba? Được, có gian thì được thôi, nhưng hôn thì không được à nghe, vì anh còn trai tơ đắm lắm đó em Tư à. Rồi, vợ có chịu lên xe không? Phải đúng thôi. Trai tơ và bồ nhưng khôn hay sợ đáng ngờ lắm luôn. Em Tư nói không vậy chứ mà không sợ anh buồn gì hết à. Anh buồn anh giận là anh luôn không có chịu về. Lần đầu về quê hương mà đã gặp người dễ thương Sa Đéc, anh muốn trọn đời được đi chung chuyến xe với